Em tên là Định, xin kính chào cô chú anh chị yêu Lan trên khắp mọi miền đất nước ạ. Cô chú anh chị liên hệ đặt hàng qua đầu số điện thoại là 0973 821 799, bên em có gửi hàng đi toàn quốc. Bên em thì cô chú anh chị kiếm hàng trước khi thanh toán ạ. Hôm nay thì nhà em có các cái mặt hàng như là vanda rừng này. Tiếp theo là tập hoa kiều tím, kim điệp xuân, hương duyên, tiêu hoàng đỏ, và một phần hai cặp bạc cạp với 8 cái tiêu hoàng đỏ với giá 250.000. Cuối tháng 8, cuối tráng tháng 8 ạ. Loại này trùng tháng 8 của chú anh chị ạ. Cho nên cô chú anh chị hết sức yên tâm. Bởi vì các cái quả ở trên trên thân á thì nó chưa hình thành, chưa chưa rụng đi. Cho nên là cô chú anh chị xác định trúng 100% là cái cuối tháng 8. Tiếp theo là có một gói cái combo bao gồm có 16 loại với giá 280.000. Hàng nhà em thì tụi em đã cắt tỉa sạch sẽ hết rồi. Cho nên là cô chú anh chị cũng rất là yên tâm. Đó. Thì bên em đảm bảo với mức giá hợp lý nhất. Cô chú anh chị mua một cây thì đáng một cây. Tụi em không có chạy theo cái hàng giá rẻ đâu ạ. Đó. Đầu tiên á thì tụi em giới thiệu tới cái phần Vanda trước ạ. À, thì Vanda Vanda thì một phần như thế này là 80.000 này, gồm có một phần này, hàng rất là tươi của chú chị ạ, một phần này, hai phần này, ba, bốn, bốn phần, năm phần, thì cứ mỗi phần như thế này là 80.000 này, 80.000 một phần như thế này ạ, rất rẻ được của chú chị sưu tầm, gồm có một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn, năm cây ạ, 6 cây này, 7 cây, 8, 9 cây, một phần như thế này là 9 cây ạ. Em xin phép đại diện đi hai hình thôi, bởi vì cái thời gian nó cũng cũng nhiều hình, cho nên em rất là sợ tốn thời gian của cô chú anh chị. Về phần số 2 này, thì các phần nó cũng tương tự thôi, tụi em đã cân đo đong đếm hết rồi ạ. Thì phần này gồm cả một cây, hai cây này, ba cây này, bốn ạ, năm, sáu ạ, bảy ạ, 7 cây, 8 cây ạ, 9 cây này, 10 cây, 11 cây, 12 cây ạ, thì phần này là 12 cây ạ, thì các cái phần nói chung tụi em đã cân đo đong đếm hết rồi, tương tự như nhau, thì mỗi phần như thế này là 80.000 vanda rừng ạ. Tiếp theo là cái phần vanda cây nó hơi nhỉnh hơn xíu thôi, nó cũng lớn hơn một xíu thôi các cái phần kia thôi ạ. Thì phần số 1 này là 110.000, bao gồm có một cây này, một cây ạ, hai cây này, ba cây này, và bốn cây. Phần số 1 bốn cây với giá là 110.000 ạ. Tiếp theo là phần số 2 vanda rừng là 110.000, thì bao gồm có một cây này, hai cây này, ba cây ạ, bốn cây này, và năm cây. Thì cái loại này hoa rất thơm của chú chị ạ, thơm mà nó cũng dễ trồng nữa. Thì cái phần này 5 cây với giá là 110.000 ạ. Tiếp theo là Vanda phần số 3 là cũng 110.000. Thì em phần số 3 này em, đi lên cây của chú chị ạ. Cũng có một cây này, cây này rất là lớn ạ. Một cây. Lớn mà xếp vơ đứng mà. Một cây này. Hai cây này. Đấy. Ba cây ạ. Cây này cây mẹ bông con ạ. Ba cây, bốn cây ạ. Thì cái phần số 3 bốn cây này với giá là 110.000. Tiếp theo là Vanda phần số 3, số 4 là 110.000, gồm có một cây, hai cây này, ba cây ạ, ba cây ạ, và bốn cây ạ, phần bốn cây thế này 110.000 ạ, Vanda rừng ạ. Tiếp theo là phần số 5 là 110.000, thì bao gồm có một cây này, hai cây ạ, ba, bốn ạ, bốn cây, năm cây ạ, năm cây ạ, năm cây này với giá 110.000. Thì Vanda rất là dễ trồng, cô chú chị ạ. Đó là Vanda rừng ạ. Tiếp theo là hòn thả thập hoa, với em bán với giá là 80.000 một phần thế này, một, hai này, ba về, bốn về, năm về, sáu về. Tầm cỡ một phần tầm cỡ 6 7 giờ thế này là 80.000 thôi, 80.000 một phần
Hoàng thảo thập hoa, cái loại này cũng rất là dễ trồng của chú chị ạ. 1, 2 dê này, 3 dê, 4 dê, 5 dê, 6 dê. Thì cái loại này nó cũng tương đối nó cũng ăn nắng của chú chị ạ. Hoa nó màu tím. Thì các cái phần tụi em cũng chia tương tự hết rồi. Thì thập hoa 80.000 một phần thôi. Tiếp theo là hoàng thảo hương duyên ạ. Thì cái loại này chơi thân, chơi lá và chơi hoa nó cũng đẹp luôn, không phải là xấu đâu cô chú chị ạ. Đấy, một phần hương duyên 80.000. Thì 80.000 một phần như thế này. Rất là nhiều ạ, gồm có rất nhiều dề 1 2 3 4 5, tổng cộng rất là nhiều thế này. Là 90.000 một phần hương duyên ạ. Tiếp theo là tụi em có cái gối combo gồm hai loại. Mà gồm có hai cây bạc cạp. Gồm có hai cây bạc cạp. Một cây này. Hai cây này. Thì bạc cạp này cái chuỗi hoa nó dài lắm ạ. Cái loại này cũng rất là quý hiếm. Gồm có bao gồm cả hai cây bạc cạp này và 8 cây tiêu hồng đỏ. Tiêu hồng đỏ nó có tên gọi chung với giáng thu của cô chú chị ạ. Thì cái loại này cái hoa nó chi thiên ạ. Thì bao gồm có một cây này, hai cây ạ, ba cây này, bốn cây này, năm cây này, năm cây này, sáu cây ạ, bảy cây, tám cây này, chín cây. Thì cái phần gói cái combo gồm hai cây bạc cạp và 8 hạt 9 cây tiêu hồng đỏ này với giá 250.000 ạ. Một phần này của chú anh chị về sưu tầm thì cũng đáng rồi ạ. Tiếp theo là báo hỷ á. Tụi em có một phần duy nhất thôi. Phần này 120.000. Thì gồm có 1 này, 2 dề này, 3 dề ạ, 4 dề ạ, 4 dề ạ, 5 ạ, 5 dề. Với 5 dề này với giá là 120.000 thì báo hỷ á. Tiếp theo là kim điệp xuân, tụi em có hai phần thôi. Tụi em bán với giá là 90.000 một phần. 90.000 một phần rất là nhiều ạ. 90.000 một phần thế này. Đây ạ. Em cũng đã cắt tỉa sạch sẽ hết rồi. Thì 90.000 một phần rất là nhiều kim điệp xuân ạ. Thì cái phần này nó cũng tương tự ạ. 90.000 một phần ạ. Đấy. Tiếp theo là kiều tím ạ. Kiều tím em có đỡ từng giá từng hình ạ. Hình số 1 ạ. Hình số 1 có giá là 240.000, nghiêng một dề ạ. Hàng chuẩn rừng của chú anh chị ạ. Nghiêng một dề thế này. Là 240.000 ạ. Đặc biệt cái bản lá của kiều tím thì nó rất là cứng, dày nữa ạ. Cái phần số 1 kiều tím với giá là 240.000 ạ. Cái thước ạ. Tiếp theo là kiều tím phần số 2 với giá là 150.000. 150.000 là phần số 2 ạ. Gồm có 1 này, 2 dề và 3 dề. 3 dề thế này 150.000 ạ. Tiếp theo là kiều tím phần số 3 160.000. Thì gồm có 1 dề này, 2 dề này, 3 dề, 4 dề, 5 dề, 6 dề, 7 dề, 8 dề, 9 dề. Thì một phần số 2, số 3 kiểu tím này là với giá là 160.000. Tiếp theo là kiểu tím phần số 4. Kiểu tím phần số 4 với giá là 160.000. Bao gồm cả 1 dề, 2 dề, 3 dề, 4 dề. Nói chung là phần này phần hàng giống của chỗ này rất là nhiều. Với giá là 160.000 ạ. Số 4 hàng giống 160.000. Thì em xin phép quay lại cái phần kiều tím phần số 2 ạ. Kiều tím phần số 2 thì 150.000. Gồm có 1 dề ạ, 2 dề, 3 dề. 3 dề phần số 2 kiều tím. 3 dề phần số 2 kiều tím với giá 150.000 ạ. Và tiếp theo là các cái ngọn quế, quế xếp rục rịch, nói chung là hàng rất là đẹp của chú anh chị ạ. Thì cái loại này như lúc nãy em cũng đã giới thiệu thì cái loại này trúng quế tháng 8 của chú anh chị ạ. Thì xíu nữa các cái phần các vỏ quả em xin phép giới thiệu ạ. Thì phần này gồm cả hai cây 140.000 ạ, phần số 1 ạ. Một cây này, phần này xếp trục rịch rất đẹp. Và hai cây này. Hai cây này. Đây. Thì cô chú anh chị xem quả này. Thì cái quế tháng 8 á, thì nói chung là nó đậu quả, nó ra hoa tháng 8 thì nó đậu quả thì đến nay cũng 3-4 tháng rồi. Thì trúng quế tháng 8 của chú chị ạ.
Đây cái phần hai cây này, số 1 này, hai cây này với giá 140.000 ạ. Hai cây rất đẹp ạ. Tiếp theo là cuối tháng 8, phần số 2. Thì cái cây này nó cũng rất là dài, thì 120.000 phần này. Có một cây thôi. Một cây tuy nhiên là hai ngọn, một ngọn mẹ này. Đấy, cũng xếp rục rịch của chú chị ạ. Đó. Và một con như này. Đó, thì cái phần này với giá là 120.000 phần số 2 ạ. Tiếp theo là với xếp rục rịch phần số 3 tháng 8 ạ, hàng tháng 8 ạ, 130.000. Thì cái phần này thì gồm có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này. Ba ngọn phần số 3 này với giá 130.000 ạ. Tiếp theo là phần số 4. Với giá là 120.000 thì bao gồm có một ngọn rất đẹp ạ. Hai ngọn này. Hai ngọn này. Hai ngọn. Tiếp theo là ba ngọn này. Ba ngọn. Và bốn ngọn. Thì bốn ngọn bốn cây thế này là 120.000 phần số 4 ạ. Tiếp theo là phần số 5. Thì phần này thì 5 ngọn với giá 130.000. Gồm có một ngọn này. Một ngọn xếp trục vịt. Hai ngọn này. Ba ngọn này. Bốn ạ. Năm ạ. Thì phần số 5 5 ngọn với giá là 130.000. Tiếp theo là phần quế số 6. Là bốn ngọn với giá 120.000 ạ. Gồm có một ngọn này. Hai ngọn này. Hai ngọn ạ. Ba này. Ba ngọn và bốn ngọn ạ. Bốn ngọn này với giá là 120.000 ạ. Tiếp theo là phần số 7 ạ. Phần số 7. Thì phần này 6 ngọn với giá 110.000 rồi. Một ngọn này. Hai này. Ba này. 4 ạ. 5 này. 6 ngọn này. 6 ngọn này với giá là 110.000 ạ, phần số 7 ạ. Tiếp theo là phần số 8 ạ. Phần số 8 thì 120.000 gồm có 3 ngọn. 1 này. 2 này. Và 3 ngọn này. 3 ngọn này với giá là 120.000 ạ. Tiếp theo là quế phần số 9. Phần số 9 thì phần này là 4 ngọn với giá 120.000. Gồm có 1 ngọn này. Rất đẹp ạ. 2 này. 3 này. Và 4 ngọn này. 4 ngọn. 4 ngọn này với giá là 120.000 thôi. Đấy, tiếp theo là quế phần số 10. Phần số 10. Thì 2 ngọn với giá 120.000. 1 ngọn này. 2 ngọn này. 2 ngọn này với giá 120.000 ạ. Tiếp theo là phần số 11. 4 ngọn với giá là 120.000. Gồm có 1 này. Thì hôm nay các cái phần quế rất là đẹp của chú anh chị ạ. Chủ yếu là xếp quế thôi, xếp rục rịch ạ. Phần số 11, 3 ngọn. Ngọn thứ 3 là ngọn số 4. Thì 4 ngọn thế này là 120.000 ạ. Tiếp theo là quế phần số 12. Phần số 12 thì 3 ngọn với giá 120.000. Thì gồm có 1 ngọn này. 1 ngọn này. 2 ngọn này. Và 3 ngọn này. 3 ngọn này. Với giá 120.000. Tiếp theo là quế phần số 13. 7 ngọn với giá là 120.000. Gồm có 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 và 7 ngọn. 7 ngọn với giá là 120.000. Tiếp theo là phần số 14. Phần này là hàng giống thì 130.000 gồm 9 ngọn. Nói chung là chủ yếu là xếp quê thôi của chúng ta, xếp rục thịt ạ. 1 này, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này.
chín phần chín ngọn với giá 130.000. Tiếp theo là phần số 15 là quả tháng 8 là 12 ngọn với giá là 110.000. Thì phần này 1 2 này 3 phần xếp rất đẹp ạ. 4 ạ. 5 6 7 8 9 10 11 12 thì cái hàng đơn thân này, nói chung là nếu mà quảng chuyển nó héo xíu cũng mong cô chú anh chị hết sức thông cảm ạ, bởi vì cái dòng đơn thân này rất là nhanh mất nước, cô chú anh chị về có thể treo thế này và giữ ẩm dùm cho em, khi nào nó nhú rễ thì trồng ạ. Thì cái loại này cũng rất là dễ trồng, nó cũng giống như cái dáng hương tam màu sắc, rất là dễ trồng. Tiếp theo là phần số 16 này, cái hàng giống thì 23 cây, 23 cây với giá là 70.000 thôi, 23 cây với giá 70.000 này. Hàng giống này, 23 cây với giá 70.000 này. Là quế. Tiếp theo là cái gói combo thì gồm có 16 loại với giá là 280.000. Thì 16 loại em ngọc thạch ba màu này, cây giáng hương, giáng hương cây rất đẹp. Tiếp theo là lọng này, tiếp theo là cái hài táo ạ. Tiếp theo là thập hoa này. Cái này là huyết nhung ạ, kiều tua. Tiếp theo là kim điệp xuân này, kiều vàng này. Cái này là có một cây nhỏ hồ điệp rừng ạ. Tiếp theo là cẩm báo này, ba bốn cây cẩm báo vậy đó. Một phần xương cá, xương cá trồng cho thân cho lá cũng rất sướng ạ, cái lá nó rất cứng, loại này lá cứng. Tiếp theo là tóc tiên, kiều vàng đúng không, em đã giới thiệu rồi ạ. Một phần hoàng thảo tam màu sắc, cái này là long nhãn này, vanda, phần vanda này ạ. Thì cái gói combo thế này thì với giá là 180.000 ạ. Gói combo rất là nhiều loại thế này thì 280.000 ạ, em giới thiệu nhầm ạ, 16 loại với giá 280.000 ạ. Thì trên đây là một số các cái mặt hàng lan rừng buổi tối hôm nay em xin cái giới thiệu đến cô chú anh chị, cũng mong nhận được sự quan tâm ủng hộ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.